Hơn 2 tuần nay, gần 200 hộ dân ở các xã Đức Tân, Nhật Ninh và một số hộ cuối nguồn tại xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, Long An rơi vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt. Việc thiếu nguồn nước khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, chăn nuôi trồng trọt. Nhiều người cho biết những ngày qua không có nước, phải đi đổ nước lọc về nấu ăn, lấy nước sông rạch lên lóng phèn để giặt giũ. Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Long An, tình trạng thiếu nước sinh hoạt của các hộ dân nơi đây do trạm cấp nước công suất bơm không đủ lượng nước tiêu thụ. Hiện đơn vị đang phải chờ cấp phép tăng công suất nguồn nước cho trạm. Nhằm khắc phục tình trạng trên, đơn vị đã tiến hành khóa tuyến điều tiết nguồn nước luân phiên theo khu vực. Trước tình hình người dân thiếu nước sinh hoạt ở hai xã Đức Tân và Nhật Ninh, thì Ủy ban dân huyện cũng đã giao cho các phòng chuyên môn trực tiếp phối hợp với lại Trung tâm Nước sạch Vệ sinh Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp tỉnh Long An để có phương án điều tiết nước, để tránh là một khu số khu vực có một số khu vực là do không có đủ áp lực cho nên là thiếu nước thường xuyên. Thì qua thời gian thì một số khu vực cũng có nước trở lại. Tuy nhiên thì do cái nhu cầu mùa khô cho nên là người dân cũng sử dụng tăng cao. Chính vì thế mà một số khu vực mà khó khăn không thể điều tiết được thì huyện cũng đã chỉ đạo các phòng phối hợp với lại công ty cổ phần cấp nước Long An để chở nước, liên hệ chở nước và cấp nước trực tiếp cho người dân. Thì do cái giếng của Trung tâm Nước sạch Vệ sinh Môi trường của Sở Nông nghiệp thì trong thời gian này thì đang chờ Sở Tài nguyên là cấp phép và tăng công suất, cho nên huyện cũng sẽ liên hệ trực tiếp với lại Sở Nông nghiệp, Sở Tài nguyên để sớm có cái cấp phép sớm nhất, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trong cái tháng mùa khô này. Và song song đó thì huyện cũng sẽ tiếp tục chở nước trực tiếp đến những hộ mà đang quá bức xúc không có nước sinh hoạt trong thời gian trước mắt này. Hơn một tuần trở lại đây, luân phiên mỗi ngày 3 xe với 24 mét khối nước sạch từ công ty cổ phần cấp nước Long An tại thành phố Tân An được vận chuyển về hỗ trợ người dân. Tuy nhiên khối lượng nước này không đủ đáp ứng nhu cầu của các hộ dân. Khi có nước là chở được 3 chuyến là được có 6 bình là hết nước thôi. Về 6 bình này là xài được 3 ngày. 3 ngày trong đó là hạ tiện, giữa chén, giặt đồ là xả nước mặn xong rồi xả là dài gạo nước ngọt. Vậy là mới đủ. Còn tắm thì tắm nước ngọt. Việc hỗ trợ vận chuyển nước cũng chỉ mang tính đối phó, nguồn nước chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân địa phương. Hiện tại gần 200 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, trong đó đang có hàng chục hộ dân phải đi chở nước khắp nơi về mới có để sử dụng.